đó sự hoán đổi vị trí, đó sự luân chuyển của chiến thuật là chúng ta là khiến cho đối phương bị bất ngờ trong cái dấu sắp xếp đội hình của ông Park Hang-seo. Tôi nghĩ vẫn là khu trung tuyến. Nếu chúng ta làm chủ được thế trận, kiểm soát được thế trận, kiểm soát được hàng tiền vệ thì chúng ta sẽ có phần nhỉnh hơn về lợi thế. Tôi nghĩ là vẫn là Văn Toản, bởi vì ngoài cái pha tình huống tai nạn ở trận Thái Lan thì Văn Toản vẫn là thể hiện của mình khá tốt. Với cái lịch thi đấu của SEA Games như vậy thì khoảng 2-3 ngày một trận mà kéo dài suốt một thời gian như vậy mà trong hơn 10 ngày mà diễn ra 5-6 trận đấu thì rõ ràng là không chỉ chúng ta mà ngay cả Indonesia họ cũng đều chịu mà tổn thất về mặt gọi là thể lực. Vậy thì tôi nghĩ rằng là hai đội còn phải là cân nhắc và tính toán hợp lý trong việc chọn lối chơi. Đối thủ thì có những cái đó là những tình huống mà bọc lót ở phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương, chúng ta cần phải khoét vào những khoảng trống sau đó, với lại khả năng mà không chiến của họ cũng không góp bằng mình. Với cái chơi chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta nên kiểm soát bóng thật nhiều và chúng ta nên bằng cái khả năng mà kiểm soát bóng tốt thì chúng ta nên tấn công ngay từ đầu. Chúng ta phải kiểm soát bóng và chúng ta chơi bóng thì phải chủ động của mình bằng cách tấn công. Chúng ta sử dụng những cái pha mà bức tường mà miếng của chúng ta khoét vào phía sau lưng của hàng hậu vệ của đối phương, đồng thời chúng ta tận dụng những tình huống cố định đó là đá phạt ở góc để mà giành thắng. Tôi thấy của chúng ta đó là sự hưng phấn, và hai là khi mà gặp đối thủ Campuchia trong bán kết đó, chúng ta thắng với tỷ số như vậy là chúng ta phải kiểm soát được về mặt thể lực của chúng ta. Ngược lại Indonesia họ tới 120 phút họ mới giải quyết được trận đấu và phải căng sức đá với Myanmar, đó là họ đang bất lợi với chúng ta về mặt thể lực. Đó là đây là một cơ hội rất lớn của chúng, của không chỉ là U22 Việt Nam mà hình như là cả cái dân tộc Việt Nam. Thì tôi cũng bồi hồi và tôi cũng rất là mong rằng là chúng ta sẽ đạt được vị trí cao nhất.